7 loại thực phẩm nấu cùng tôm cực độc, ăn vào có ngày chết oan. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh An Tâm Sống Khỏe. Quý vị thân mến, ông bà ta có câu đắt như tôm tươi. Câu này vừa ám chỉ rằng giá thành của tôm xa xỉ hơn so với các món ăn thông thường khác, đồng thời cũng muốn nói đến giá trị dinh dưỡng cao của tôm. Không ai có thể bàn cãi về những công dụng tuyệt vời mà tôm đem lại cho sức khỏe của con người, như tốt cho sức khỏe tim mạch, ngăn ngừa các bệnh về xương, chống ung thư hiệu quả. Tuy nhiên, có một số thực phẩm bạn tuyệt đối không được kết hợp cùng với tôm, bởi chúng có thể biến thành chất kịch độc, gây nguy hại cho sức khỏe của bạn và cả gia đình mình. Dưới đây là 7 loại thực phẩm nấu cùng tôm cực độc mà có đến 99% các chị em nội trợ vẫn đang chế biến mỗi ngày mà không hề hay biết. Nếu bạn không từ bỏ thói quen xấu này ngay hôm nay, cơ thể sẽ rước chọn độc tố vào người, bệnh tật lũ lượt kéo đến. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thứ nhất, táo đỏ. Quả táo đỏ ăn giòn giòn, dễ mua mà lại rất ngon miệng nên là món ăn vặt yêu thích của nhiều người. Một quả táo đỏ tươi và thơm ngon là món ăn vặt lành mạnh, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Táo đỏ rất giàu vitamin, khi ăn táo đỏ cùng với tôm sẽ làm cho vitamin có chứa trong táo đỏ kết hợp với chất oxit acen có chứa trong thịt tôm hoặc vỏ tôm tạo thành chất thioxit acen hay còn gọi là thạch tín, gây ngộ độc. Thứ hai, các loại nước ép hoa quả tươi. Các loại nước ép trái cây như nước cam, chanh, táo, bưởi, ổi thường giàu vitamin C. Trong khi đó, các loại hải sản, đặc biệt là các loại hải sản giáp xác như tôm, thường chứa một lượng lớn acen pentelen. Hai thành phần kể trên khi kết hợp với nhau sẽ chuyển hóa thành các thioxide acen hay còn gọi là thạch tín, sẽ gây ngộ độc. Nhiều trường hợp nghiêm trọng còn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng khuyên rằng không nên ăn các loại trái cây như hồng, nho, lựu ngay sau khi ăn hải sản, bởi những loại hoa quả này chứa những chất dễ kết hợp với canxi trong hải sản để tạo thành một chất khó tiêu hóa, gây ra các triệu chứng như đau bụng, đi ngoài, buồn nôn, nôn mửa. Thứ ba, trái kiwi. Quả kiwi ngày càng được đón nhận của đông đảo người tiêu dùng. Kiwi có mặt ở các bàn tiệc, các nhà hàng, hội nghị tiệc cưới sang trọng. Bên cạnh vẻ ngoài độc đáo, hương vị và dinh dưỡng thì kiwi còn có nhiều tác dụng tốt. Kiwi mịn, nước nhiều, thơm mát, chua ngọt vừa phải, dinh dưỡng rất phong phú. Nhưng ăn chung với tôm không tốt cho cơ thể cho nên chú ý không ăn chung. Thứ tư, cà chua. Cà chua được mệnh danh là một nhà máy điều dinh dưỡng bởi vì nó cung cấp rất nhiều thành phần có lợi cho sức khỏe. Loại quả này rất giàu vitamin A, C, K, vitamin B6, kali, magie, niacin, đồng và phốt pho là những vi chất cần thiết để duy trì một sức khỏe tốt. Điều tuyệt vời hơn ở cà chua là chúng chứa rất ít cholesterol, chất béo bão hòa, natri và calo. Bạn có thể ăn cà chua sống kẹp với bánh mì, làm salad, nước sốt, sinh tố, thậm chí là nấu súp. Còn tôm là thức ăn bổ thận tráng dương, có tác dụng phòng trị rất nhiều đối với bệnh thận hư liệt dương, xuất tinh sớm, di tinh, đau lưng mỏi gối, tứ chi mệt mỏi, thiếu sữa sau khi sinh, lở da, mụn độc. Ăn chung với cà chua sẽ sinh ra hợp chất acen hay còn gọi là thạch tím, vì vậy tránh kết hợp tôm với cà chua. Thứ năm, bí đỏ. Trong các loại rau củ quả thì bí đỏ là loại quả gần gũi với mọi người, từ thành phố cho đến nông thôn. Những quả bí đỏ màu cam đẹp mắt nhìn đã thích. Chưa kể, bí đỏ còn có rất nhiều lợi ích cho cơ thể con người. Bí đỏ có tính hàn, vị ngọt, có công dụng điều trị hen suyễn, giải nhiệt và tiêu đờm hiệu quả. Tôm có tính ấm, vị ngọt, mặn, có các công dụng như bổ thận tráng dương, bổ khí kiệm vị, tiêu đờm, chống ung thư và các công dụng khác. Nếu kết hợp hai loại thực phẩm có đặc tính và hương vị này với nhau, sẽ dẫn tới bị bệnh kết lỵ, là một chứng bệnh nguy hiểm hơn cả bệnh tiêu chảy, có mức độ tổn hại nhất định tới sức khỏe con người. Thứ 6, đậu nành. Đậu nành hay còn gọi là đậu tương là một loại cây có nguồn gốc từ Trung Quốc và dần trở nên phổ biến ở nhiều nước châu Á, thậm chí là cả ở châu Âu. Không phải tự nhiên mà đậu nành được mệnh danh là thịt của người ăn chay, bởi nó mang lại giá trị dinh dưỡng rất cao. Đậu nành rất giàu protein, có công dụng hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả, nhưng khi ăn kèm với tôm sẽ gây khó tiêu và các triệu chứng khác. Đậu nành giàu protein thực vật, chất béo, carbon hydrate, vitamin, khoáng chất và các chất dinh dưỡng khác. Sử dụng một mình thì có hiệu ứng bổ dưỡng cao, nhưng nếu sử dụng cùng lúc với ăn tôm thì lại không tốt. Thứ 7, ớt. Ớt được biết đến như một loại rau quả hay gia vị thường góp mặt trong các bữa ăn của mỗi nhà. Mặc dù ớt có vị rất hăng và cay, nhưng nó lại được rất nhiều người ưa chuộng. Nhiều người có thói quen khi ăn tôm diêm hay tôm luộc đều cho chút ớt vào phải ăn mới ngon. Nhưng nếu ăn chung, không những sẽ làm thấp giá trị dinh dưỡng của tôm mà còn gây trúng độc nên tốt nhất đừng ăn chung.
Thưa quý vị, tôm là thực phẩm rất giàu chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể, được nhiều người sử dụng cho các bữa cơm hàng ngày của gia đình mình. Nhưng nhiều người lại không biết rằng, trong một số trường hợp, ăn tôm không hề tốt cho sức khỏe như chúng ta vẫn nghĩ, thậm chí còn gây độc cấp tính và có thể dẫn tới tử vong. Dưới đây là những sai lầm cực kỳ nguy hiểm khi ăn tôm. Xin mời các bạn cùng tìm hiểu. Sai lầm thứ nhất, ăn quá nhiều tôm một lúc. Rất nhiều người có sở thích và thói quen ăn nhiều tôm vì nghĩ đây là loại thực phẩm chứa nhiều dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Trên thực tế, các chất dinh dưỡng có trong tôm như đạm, phốt pho, axit béo, canxi, các khoáng chất, nếu được hấp thụ quá nhiều sẽ gây tình trạng rối loạn tiêu hóa, khó tiêu, chướng bụng, thậm chí dẫn đến tiêu chảy. Theo nghiên cứu, người lớn chỉ nên ăn tối đa 100 g tôm mỗi ngày và trẻ em dưới 4 tuổi chỉ nên ăn hạn chế ở mức 20 đến 50 g thịt tôm tùy từng lứa tuổi. Các món ăn với tôm nên sơ chế thật kỹ trước lúc ăn, nên sử dụng tôm đã nấu chín. Sai lầm thứ hai, ăn tôm tái hoặc vẫn sống. Bạn có biết rằng cả trong tôm hay hải sản sống đều tiềm ẩn nguy cơ có ấu trùng giun. Vì vậy, người dùng sẽ có nguy cơ lây nhiễm vi trùng, ký sinh trùng nếu ăn tôm sống hay chưa chế biến kỹ, kể cả nguồn nguyên liệu sạch. Để đảm bảo an toàn khi chế biến hải sản, đặc biệt là tôm, bạn cần đun sôi nước khoảng 4 đến 5 phút rồi nấu tôm cho chín kỹ trước khi ăn. Sai lầm thứ ba, ăn mắt tôm sẽ giúp bổ mắt. Nhiều người cho rằng mắt tôm chứa nhiều giá trị dinh dưỡng rất tốt cho mắt. Ngoài ra, nhiều người còn ví hai mắt tôm có tác dụng như hai viên Viagra cho đàn ông. Nhưng trên thực tế, quan niệm này vẫn chưa được một nghiên cứu hay tổ chức y tế dinh dưỡng nào chứng nhận. Không những vậy, theo các bác sĩ chuyên khoa, nếu bị đau mắt đỏ, ăn tôm vào sẽ làm tình trạng đau mắt đỏ trở nên trầm trọng hơn. Sai lầm thứ tư, ăn tôm khi đang bị ho. Theo chia sẻ của các chuyên gia y tế, việc ăn tôm khi đang ho sẽ khiến bệnh càng nặng hơn bởi hệ hô hấp của những người đang bị ho rất dễ phản ứng với vị tanh từ tôm, khiến tình trạng ho sẽ dai dẳng lâu khỏi. Trường hợp nếu bị ho do dị ứng, bạn nên kiêng tôm cho đến khi tình trạng ho chấm dứt, vì đôi khi hiện tượng ho có thể do hậu quả của dị ứng thực phẩm. Sai lầm thứ năm, cho rằng vỏ tôm có chứa nhiều canxi. Không ít người cho rằng vỏ tôm cứng nên chứa rất nhiều canxi, vì vậy khi ăn, họ thường cố gắng ăn cả vỏ. Tuy nhiên, thực tế thì vỏ tôm không hề giàu canxi như vậy. Nguồn canxi chính của tôm chủ yếu ở thịt, chân và càng. Vì vậy, nếu chế biến đồ ăn cho trẻ con, bạn đừng cố bắt trẻ ăn vỏ tôm vì có thể gây hóc. Nếu ăn phải vỏ tôm sẽ bài tiết ra ngoài. Vỏ tôm chỉ là chất chitin tạo nên vỏ của các loại giáp xác chứ không chứa nhiều canxi. Nhiều người cũng cho rằng mắt tôm chứa nhiều giá trị dinh dưỡng rất tốt cho mắt. Thế nhưng trên thực tế thì quan niệm này vẫn chưa được nghiên cứu hay bất kỳ một tổ chức y tế dinh dưỡng nào chứng nhận. Sai lầm thứ 6, ăn những bộ phận độc hại của tôm. Tôm bổ dưỡng nhưng một số bộ phận của chúng thì không nên ăn nhiều. Thứ nhất, phần vỏ tôm. Sự thật là canxi trong vỏ tôm gần như không có hoặc có rất ít. Vỏ tôm cứng do có thành phần chính là chitin, một loại polymer cấu thành lớp vỏ cho phần lớn các loài giáp xác. Nguồn canxi chủ yếu của tôm là từ thịt tôm. Ngoài ra, vỏ của một số loài tôm tương đối khó tiêu hóa, tuyệt đối không cho trẻ nhỏ ăn bởi sẽ dễ bị hóc. Thứ hai, phần đầu tôm. Đầu là phần chứa chất thải của tôm và tích tụ nhiều kim loại nặng như arsen. Đối với phụ nữ mang thai, độc tính của kim loại nặng arsen thường rất mạnh. Ăn nhiều có thể dẫn đến dị tật thai nhi hoặc sảy thai. Tôm to cần chế biến sạch, loại bỏ đầu để đảm bảo an toàn. Khi mua tôm cần quan sát phần đầu, nếu phần tôm chuyển màu đen có khả năng nhiễm kim loại, các chất độc hại, ký sinh trùng. Thứ ba, phần đường chỉ đen trên lưng tôm. Đường chỉ đen hoặc trắng ở lưng tôm còn được gọi là chỉ tôm. Đây chính là đường tiêu hóa của tôm chứa dạ dày và đại tràng. Đường này thường chỉ nhìn thấy ở những con tôm to. Ăn đường chỉ tôm không có hại đến sức khỏe bởi các vi khuẩn trong chỉ tôm đã chết ở nhiệt độ cao khi nấu. Tuy nhiên, bạn nên loại bỏ đường chỉ tôm để món ăn được sạch và yên tâm hơn. Sai lầm thứ 7, không nắm được những bệnh đặc biệt phải kiêng ăn tôm. Bạn cũng biết đấy, mặc dù tôm là món ăn rất tốt cho sức khỏe, thế nhưng không phải ai ăn tôm cũng đều bổ dưỡng. Có một số người cần tránh ăn tôm kẻo rước bệnh vào thân. Thứ nhất, người bị đau mắt đỏ. Theo các bác sĩ chuyên khoa, ăn tôm khi bị đau mắt đỏ sẽ làm tình trạng đau mắt đỏ trở nên trầm trọng hơn. Ngoài ra, bạn cũng nên hạn chế các loại hải sản có mùi tanh như cua, mực, cá. Thứ hai, người đang bị hen suyễn. Ăn tôm có thể gây kích ứng vùng họng, co thắt cơ khí quản. Vì thế, những người bị hen suyễn tốt nhất không nên ăn tôm để tránh bị lên cơn hen suyễn. Thứ ba, người bị dị ứng với hải sản. Ngoài ra cũng cần nói thêm, có một số ít người, nhất là trẻ em, có thể trạng dị ứng với tôm. Không riêng đối với tôm, nhiều thức ăn khác như trứng, cá, sữa bò, sô-cô-la cũng dễ gây dị ứng.
triệu chứng thường gặp nhất của dị ứng thức ăn là nổi mề đay. Trên da bệnh nhân xuất hiện những vùng đỏ, nổi cục, rất ngứa. Những mảng mề đay thường thấy ở mình, chân tay, có khi ở mặt, cổ, chỉ sau mấy giờ sẽ lặn. Nhưng cũng có trường hợp kéo dài hàng tuần, khi nổi mề đay cũng có trẻ bị sốt nhẹ. Cách xử lý là phải ngừng ngay loại thức ăn gây dị ứng và sau đấy tránh ăn chúng. Có thể dùng một số thuốc chống dị ứng thông thường như thuốc kháng histamine AH3, sirofenegan, thuốc men, liều lượng cụ thể do bác sĩ sau khi thăm khám chỉ định. Quý vị thấy đấy, mặc dù tôm là một món ăn vô cùng bổ dưỡng, thế nhưng lại có rất nhiều sai lầm xoay quanh việc ăn tôm mà chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý để không chuốc lấy bệnh tật vào người. Quý vị hãy lưu ý nhé. Còn bây giờ, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong video lần sau.